mọi người, con tên là Minh Khoai. Hôm nay con sẽ đọc câu chuyện mang tên là Bài học từ cây hoa anh đào. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Khi Washington khoảng 6 tuổi, cậu có một chiếc rìu nhỏ, cậu cực kỳ yêu thích nó. Một ngày nọ, khi cậu đang thân trong khu vườn, vui thích chặt những cây que trồng đậu của mẹ, cậu thấy một cây anh đào xinh xắn và nhỏ bé, cái cây mà cha cậu quý nhất. Cậu thử gõ cái rìu vào thân cây để xem chiếc rìu của mình bén đến mức nào. Thân cây anh đào rất yếu nên lập tức bị cậu đốn ngã. Khi trở về nhà, cha cậu phát hiện ra ai đó đã đốn ngã cái cây yêu thích của ông. Ông cực kỳ tức giận và hỏi xem ai đã chặt mất cây hoa anh đào. Không ai nói cho biết. Bấy giờ, Washington bước vào phòng. Washington, cha cậu gọi. Con có biết ai đã làm chết cây anh đào bé xinh của cha ở ngoài vườn không? Cha đã bỏ ra 5 đồng vàng để mua nó đấy. Đây là một câu hỏi khó trả lời. Washington hốt hoảng một lúc, nhưng cậu sớm trấn tĩnh, cúi mặt xuống mà nói. Con không nói dối cha ơi, cha biết mà, con đã đặt nó bằng cái rìu nhỏ của con. Cha ơi, con sai rồi. Vẻ mặt tức giận ngay lập tức biến mất trên gương mặt của người cha. Ông nhẹ nhàng ôm con, nói. Con ơi, con không nên sợ nói sự thật với cha, vì nó đáng giá hơn cả ngàn cái cây. Rồi ông vỗ về cậu và nói tiếp. Dũng cảm nói ra điều mình đã làm sai là một việc khó, vì người ta thường sợ hãi bị trừng phạt hoặc bị mất mặt. Nhưng dù bất cứ chuyện gì đi nữa, con hãy giữ cho mình sự trung thực đến tận cùng. Điều đó sẽ mang lại lợi ích lâu dài về sau cho con. Kết luận của câu chuyện bài học từ cây hoa anh đào là lòng trung thực là một đức tính quý giá nhất của một con người. Người luôn coi được sự trung thực là người dám thừa nhận và chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Vì vậy, họ sẽ luôn được mọi người tin tưởng và làm được những việc lớn có ích cho xã hội. Và đó là câu chuyện hôm nay của